Và cái câu cuối cùng ở trong kinh đó, đó là diệt vô tiệm thứ. Khi mình biết được mình đang bị huyễn chi phối, cái vọng khổ đang hoành hành, thì cảm giác hay là nhận thức tuệ giác xuất hiện. Và lúc bây giờ chúng ta không cần phải trải qua những cái trình tự 1, 2, 3, 4 như thế này nữa. Mà lúc đó chúng ta trở thành đốn ngộ và phát nhiên giải thoát. Cho nên tu tập phải gồm cả hai vế, biết phòng và biết chơn, biết huyễn và biết cái phi huyễn, chân thật, như thật, bất biến. Thì cái phương pháp quán tâm như tâm nó sẽ đạt được. Chúng ta có thể vay mượn một vài phương pháp hỗ trợ để giúp cho việc quán tâm như tâm được thành công. Chúng tôi tạm gọi phương pháp đó là phương pháp mà cắt cành và ngắt nhụy. Cắt cành là một cách thức chúng ta tỉa đi những cái cành nhánh không quan trọng để cho cái nhánh quan trọng được trở nên nổi bật. Ai đã từng làm cái nghề hoa kiển và vườn tược sẽ biết rõ về việc này. Nếu chúng ta để một cái cây phát triển một cách tự nhiên á, thì cây này có khuynh hướng là nó sẽ phát triển chiều cao. Ngày càng cao qua năm tháng thì chiều cao đó được nhân lớn. Nhưng mà nếu chúng ta cắt nhánh á, thì bỗng dưng á, là cái chiều cao này nó sẽ bị khựng lại. Và nó có thể những cái nhánh nào quan trọng nó sẽ tỉa ra, nó tạo ra một cái phủ trùng. Cái cách ngắt nhọn nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng tương tự. Cho nên là phương pháp quán tâm đó, chúng ta có thể liên tưởng đến cái phương pháp cắt cành và cắt ngọn. Để chi? Để cho những cái phần quan trọng nó được tập trung, được xoáy sâu hơn. Chứ còn nếu như tất cả mọi thứ chúng ta đều quán hết, ví dụ như là các cái cặp tính thường của tâm thì nhiều lắm, lớn nhỏ, rồi tốt xấu, cao thượng tiêu cực, dấn thân không dấn thân, nhiều quá đi thì mình sẽ khó tu được lắm. Cho nên Đức Phật dạy là tám cặp tính từ thôi. Giống như là mình chừa lại tám nhánh, và mỗi một nhánh như vậy mình tạo thành một cái dáng thù thì như vậy cây đó trở thành cây kiển, cây bonsai, vân vân. Và cái đó nó có giá trị, gốc càng to, nhánh sum suê theo hình dáng thì cây đó có khả năng sẽ đạt được những cái phần thưởng của cuộc thi hơn là chúng ta để cây phát triển cách tự nhiên và ổn tụng. Thì quán tâm như là tâm cũng vậy đó. Chúng ta chọn lựa những cặp tính từ nào quan trọng, liên tưởng đến pháp môn tu, làm cho tâm mình được mở rộng, thoải mái, thư giãn, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Thì nhấn mạnh cái đó để cho cái chuyện tu tập nó được diễn ra một cách tốt đẹp. Cái phần thứ tư đó là cái phần quán pháp chỉ là pháp, thường được gọi ở trong các phương pháp tu tập của Trung Hoa đó là quán pháp vô ngã. Bởi vì bản chất của mọi sự vật hiện tượng là vô ngã. Cho nên chư tổ đã đề nghị các phương pháp mà chúng ta thấy trong tứ niệm xứ đã được tập trung vào một góc độ nào đó thôi. Nó cũng có rất hiệu quả với một số người, nhưng mà theo chúng tôi đề nghị là chúng ta nên học hết những phương pháp mà Đức Phật nêu ra thì nó hay hơn nhiều. Quán pháp chỉ được pháp thường được dịch đó là quán pháp trên pháp hay là quán pháp trong pháp. Giống như lần trước chúng tôi đã nói, giới từ trên và trong không có nghĩa, mà quán mọi sự vật hiện tượng như nó là các sự vật hiện tượng. Dĩ nhiên là cái khái niệm pháp trong đây rất là đa nghĩa, chúng ta không nên hiểu theo kiểu là mọi sự vật hiện tượng, mà chỉ hiểu một cái vế của nó là đối tượng nhận thức của tâm. Pháp là đối tượng nhận thức, đối tượng tư duy, đối tượng phán đoán, vân vân. Hay là nó có thể được hiểu như là các ý niệm, sự hồi tưởng, ký ức, liên tưởng, mong cầu về một cái gì đó ở quá khứ hay là ở trong tương lai. Tất cả những cái đó đều là đối tượng nhận thức của tâm. Làm thế nào để chúng ta quán đối tượng nhận thức của tâm như là đối tượng nhận thức? Trên cơ sở đó vừa thoát tất cả mọi chấp thủ trong cuộc đời, an nhàn tự tại, an lạc ảnh thơi. Đây là một cái vấn đề rất là khó. Bởi vì đối tượng nhận thức của tâm nó có thể bao gồm những cái chúng ta tư duy được, suy nghĩ được, đụng chạm được, xúc cảm được,
nhưng mà có những cái chúng ta không hề thấy, nghe, hiểu biết, nhưng mà nó vẫn được xem là đối tượng của tập. Chẳng hạn như là các khái niệm rông rùa và sừng thỏ đó, là những khái niệm diễn tả cho những cái không có thật. Rùa làm gì có lông, thỏ làm gì có sừng, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được, vẫn tư duy được. Hoặc là những tình trạng chúng ta liên tưởng về các sự vật, ví dụ như là con người có 100 đầu, cái đầu chổng dưới đất, ví dụ như vậy, làm sao có chuyện đó, nhưng mà vẫn có thể liên tưởng được. Cho nên cái đối tượng của tâm rất phức tạp, nhiều lắm. Do đó nếu không biết cách chăm sóc nó đó, thì tâm của mình sẽ bị những đối tượng này nè lôi kéo, làm cho mình bị mất tập trung, hoang mang, rồi chạy theo các cái cảnh trạng và mất đi trạng thái an lạc của nó. Ở trong kinh đó, Đức Phật đưa ra có một số nhóm đối tượng căn bản. Thứ nhất đó là quán sát về năm thiền cái, tức là năm đối tượng cản trở bản chất của thiền định. Nhóm thứ hai đó là quán sát về năm uẩn, tức là năm nhóm nhân tính dưới góc độ của bốn diệu đế, có nghĩa là chúng ta thấy được bản chất của nó, nguyên nhân hành thành nó, rồi sự chấm dứt nó và con đường dẫn đến sự chấm dứt của dòng cảm xúc, của thân thể, của ý niệm hóa, của sự vận hành tâm lý và của nhận thức phân biệt. Rồi một nhóm khác nữa đó là sáu nội ngoại xứ, tức là sáu giác quan và sáu đối tượng nhận thức của các giác quan. Theo tình hướng thứ nhất là chúng ta phải biết rằng là thông qua sự tiếp xúc của nó, loại phiền não nào trước đây chưa có bây giờ phát sanh, loại nào đã có rồi bây giờ được tăng trưởng, loại nào trước đây đã có bây giờ đã chấm dứt, không còn xuất hiện hay là tái phát trong tương lai. Chúng ta phải đặt nó dưới ba cái góc độ như thế này để chúng ta loại trừ từ từ những cái không cần thiết, không cần giữ lại. Một nhóm đối tượng khác đó là bảy giác chi, tức là bảy yếu tố đưa đến sự giác ngộ. Và chúng ta cũng phải rõ ràng nhận thức rằng là cái sự chánh niệm đang có mặt với mình hay là mình đang sống với thất niệm. Tương tự chúng ta áp dụng cho sự trạch pháp, tức là chọn chiếu pháp môn, rồi sự tinh tấn, thái độ hoan hỷ, trạng thái khinh an, trạng thái yên tĩnh và sự buông xả, vân vân, cũng theo một cách thức tương tự. Cái nào đã có trước đây bây giờ được phát triển hay không, hoặc là trước đây chưa có bây giờ có mặt, còn bây giờ những cái đối lập với nó, trước đây đã có bây giờ được chấm dứt một cách trọn vẹn. Và cuối cùng đó là bốn thánh đế mà trước đây chúng ta đã học. Ở đây chúng ta sẽ phân tích nhiều vào năm thiền cái, bởi vì nó là đối tượng của tu tập rất quan trọng. Trước khi đi vào phần này thì chúng ta thử phân tích cái đối tượng nhận thức của một nhà thơ liên hệ đến mối tình tương tư một chiều. Đó là bài thơ của Thôi Hiệu, Thôi Hổ. Có một lần nhà thơ này đến một cái vùng có rất nhiều hoa đào được trồng. Anh ta viếng cảnh để làm thơ. Rồi sau đó khát nước quá, ghé vào một cái ngôi nhà, anh ta gõ cửa để xin nước. Mở cửa ra là một cô thiếu nữ rất là đẹp, xinh xắn, có một cái sắc đẹp mặn mà, duyên dáng, thâm kín. Ý tưởng và nội sâu, cái chiều sâu của đời sống nội tâm cô này rất là nhiều, đến độ anh này chất mắt. Cô ta tặng nước, anh ta uống xong rồi phải đi thôi. Nhưng mà cái mối tình đó nó cứ len lỏi âm thầm, anh ta cứ liên tưởng đến hình ảnh cô nàng và mong rằng sẽ đến cái mùa hoa đào nở năm sau để đến đây để có cơ hội gặp được cô ta. Như vậy trong suốt một năm đó, đối tượng nhận thức của anh ta đó, và cũng như là cái chất xúc tác để cho ta có những cái sáng tác về văn học và thơ, chính là hình ảnh của cô nàng. Và anh ta đã để lại bằng một bài thơ. Bởi vì khi đến cái ngôi nhà đó, anh ta không còn thấy cô nàng nữa. Cửa kính then gài và sự nuối tiếc đó đã làm người ta tức cảnh sanh tình với một bài thơ rất là hay. Đó là: Thứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà sứ khứ, đào hoa y cụ
Tiếu Đông Phong. Bài thơ rất là tình tứ hay lắm. Đó là cũng ở ngay cái cửa này, vào đúng cái ngày này và năm ngoái đó. Cái hình ảnh tương phản rất là đẹp giữa màu ửng đỏ của hoa đào xứ Nhật Bản và cái gương mặt ửng đỏ của cô nàng sống ở trong cái vùng khí lạnh đó, thì bỗng nhiên là cái màu đỏ nó tự nhiên chứ không cần bằng son phấn. Hai màu đỏ này không biết cái nào trội hơn cái nào, nó tương phản qua lại. Cái nét đỏ hồng của đôi má của cô nàng đã làm cho nét hồng của hoa đào được tươi thắm hơn, và nét hồng của cô hoa đào dưới ánh sáng đã làm cho màu đỏ má hồng của cô này đẹp hơn nữa. Cái hình ảnh nó lung linh và nó làm cho anh ta cứ nhớ hoài ta. Nhưng mà bây giờ hoa đào vẫn còn nguyên, vẫn còn cười với gió đông, tức là gió mùa xuân thổi từ phương đông đến, nhưng mà hình ảnh, cái hình ảnh đẹp, cái ửng hồng đẹp của đôi má không còn song phấn đó, không còn nữa, đã đi đâu mất rồi. Như vậy là cái đó nó trở thành ấn tượng, đối tượng nhận thức của nhà thơ Thôi Hộ. Như vậy là khi nhà thơ thấy được cái chuyện đó bằng cách là quán cái tâm của mình, mặc dù ông ta không biết mình đang quán, ông ta nhìn thấy cái cảnh hoa đào đẹp của năm ngoái vẫn còn, gió vẫn thổi, thông vẫn reo, suối vẫn chảy, nhà vẫn còn nguyên, môi trường, điều kiện sinh hoạt, tất cả những cái mà năm ngoái ông thấy bây giờ vẫn có đó. Nhưng mà chỉ thiếu một cái mà ông ta cho là quan trọng nhất thôi, đó là thiếu cái gương mặt ánh hồng của cô nàng. Như vậy là đặt tâm mình theo dòng cảm xúc liên tưởng đến một cái nét đẹp đã không còn nữa đó, để làm cho ta trở nên quyến luyến, nuối tiếc, bồi hồi, khó chịu, đi đứng không yên. Và do đó cái dòng chảy của tâm sẽ bị không còn được yên tĩnh. Như vậy là quán tâm như là tâm, trước nhất nó là một cách thức đặt tâm mình ra theo một cái mặt bằng, một cái hình học mặt phẳng á, để mình thấy được các cái ngọn ngách của nó, cảm xúc nó như thế nào, cái nhu cầu của nó là làm sao, sự thổn thức, cái niềm vui, nỗi buồn, vân vân, tất cả đặt nó ra hết sẽ thấy rất rõ, giống như chúng ta nhìn thấy trên một bản đồ, để rồi chúng ta đừng để cho nó cuốn hút theo. Cái phương pháp quán như vậy đó mới có thể giúp cho mình đạt được cái hiệu quả của tu tập. Còn bằng không chạy theo nó rồi buồn về thơ thẩn, rồi thẩn thơ thì thế nào cũng bị thẩn thờ, thờ thẩn, nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên là có rất nhiều người cũng đã từng bị những cái nét đẹp hồn nhiên vô tư đó chinh phục, mặc dù bên cạnh mình bây giờ đã có vợ hoặc là chồng rồi, nhưng mà cái kia không quên được. Cho nên lúc có nhiều người dùng hình ảnh mới để thay thế những hình cũ mà mình không thỏa mãn, khi đó là cái mà chúng ta giữ lại những cái sạn ở trong tâm thông qua một đối tượng của quá khứ, hoặc là đang sống ở hiện tại nhưng mà mình không thỏa mãn cái này, mong cầu cho một cái đối tượng mới tương lai. Thì như vậy là chúng ta không biết được phương pháp quán tâm như là tâm với những đối tượng đang được diễn ra trong tâm. Chính vì thế mà hạnh phúc đang có mặt hiện tại chúng ta không nắm bắt được, mà chạy theo những cái của không có, hoặc là ảo tưởng, ảo giác, hoặc là có được cái đó thì trả bằng những giá của khổ đau, chứ phải là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một vài cái khía cạnh của các truyền cái đã ảnh hưởng rất là tiêu cực đến dòng cảm xúc của tâm, mà Đức Phật nói như là một đối tượng của quán tưởng. Thứ nhất là lòng tham. Dĩ nhiên lòng tham này nó có thể được biểu đạt hay là xuất hiện với hai góc độ khác nhau. Thứ nhất đó là lòng tham của dục tính, của hưởng thụ khoái lạc, giác quan. Cái thứ hai đó là lòng tham hướng về ngũ dục lạc, mà hai truyền thống của Phật giáo Nam Tông Bắc Tông vốn quan niệm khác nhau. Ví dụ trong Bắc Tông á, thì ngũ dục được quan niệm đó là tài, sắc, danh, thực, thì. Tài là tiền bạc, sắc á, là người khác giới phái, danh á, có nghĩa là tiếng thơm, danh dự, thực á, là ăn sung, tức là ăn sơn hào hải vị, những thứ ngon á, thùy là ngủ nhiều. Còn bên Phật giáo Nam Tông á, qua kinh Tạng Bali và nhất là kinh Trung Bộ á, thì năm đối tượng ngũ dục á, nó chính là
sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình thái, thanh là tất cả âm thanh, hương là mùi, vị là cái đáp ứng cho lưỡi của mình và sự tiếp xúc và xúc chạm các giác quan. Thì năm đối tượng ngũ dục này đó, rõ ràng nó bao hàm rộng hơn là cái của bên Phật giáo Đại Thừa nói. Bởi vì chúng ta cứ tưởng rằng là chỉ có cái đẹp nó mới thu hút mình. Thực ra hình thái có những cái rất xấu, nhưng mà cái đẹp nó thuộc về cái nhìn con mắt, cái nhìn của cảm xúc. Cho nên không có tiêu chí thế nào là đẹp và xấu, cứ hợp gu là trở thành đẹp, không hợp gu là xấu, vậy thôi. Còn cái chữ hương á thì không có nghĩa là mùi hương nước thơm, nó không phải đâu, mà là mùi. Mùi trong đó có mùi hôi, mùi thơm, mùi khó chịu, vậy mà người ta cũng thích nữa. Có nhiều người ra ngoài đường nghe cái mùi khói cảm thấy mê tích cụ lì. Có nhiều người phải thích cái mùi hôi nách của người nào đó mới được. Có nhiều người chỉ chịu cái loại nước thơm này, nước thơm nọ, chứ không chịu nước thơm khác. Cho nên phải hiểu mùi theo cái nghĩa là chung, tại vì nó liên hệ đến cái cảm xúc nghiệp của từng con người cụ thể. Rồi tương tự cái vị cũng vậy, vị ngọt, vị chua, vị đắng, chứ không phải chỉ có vị ngon không. Sự tiếp xúc cũng tương tự. Như vậy là khi chúng ta tu tập á, thì chúng ta thấy rằng cái lòng tham á, rất là khó ngừng, khó trị đó lắm. Bởi vì thời đại ngày nay phương tiện giải trí nó quá nhiều, mà hầu như là phim ảnh, rồi các phương tiện truyền thanh, truyền thông, TV, vân vân, đã làm cho cái khả năng dục tính con người ngày càng phát triển, và khả năng hưởng thụ con người ngày càng được lan rộng. Hầu như là cuộc đời này tán thưởng cái đó, khích lệ cái đó, và đương luật pháp bảo vệ những cái khuynh hướng hưởng thụ như vậy. Cho nên là tu trong thời hiện đại khó gấp trăm lần so với tu trong thời đại quá khứ. Cái phương tiện vật chất ít chừng nào thì dễ tu chừng đó, còn nhiều á thì hầu như chúng ta dễ bị cuốn hút theo lắm. Và người xuất gia cũng vậy, chứ không khéo thì mình cũng bị tất cả những dục lạc này đánh ngã một cách dễ dàng mà. Cho nên cái khó nhất là chuyển hóa lòng tham. Văn hóa độc hại của phương Tây tràn vào các nước của phương Đông và làm cho gần như là những người phương Đông chạy theo bắt chước. Xem những bộ phim của Mỹ, thấy những cảnh hưởng thụ, tưởng rằng là đời sống của họ sung sướng vậy, không làm gì cũng sống. Thực ra họ làm cực hơn chúng ta nhiều, làm nghiêm túc lắm, chứ không phải làm như mình đâu. Rồi bắt chước theo, rồi cuối cùng mình bị khổ. Hầu như là những model nào mới của Mỹ có ngày hôm trước ở Việt Nam, nhất là Sài Gòn và Hà Nội, ngày hôm sau có liền. Và trong khi đó những vùng còn lại, những liên bang còn lại cũng bị không hề biết đến chuyện này. Cho nên cái khả năng tiếp thu về cái xấu á của những nước nghèo khó nhanh hơn là tiếp thu cái tốt. Do đó lòng tham dễ được nhân rộng và cách thức tu tập rất là khó. Và Đức Phật dạy đó, để hạn chế lòng tham, quán được bản chất lòng tham, thì bỗng nhiên con người phải có nhu cầu gọi là truyền bá và huấn luyện với mình cái lòng tri túc, là ít ăn, ít mặc, ít ngủ. Ăn nhiều quá làm cho khẩu vị là hương, cái mùi vị trói buộc mình. Mặc nhiều quá trở nên sai xí và trói buộc, làm cho hao tốn tiền bạc. Ngủ nhiều quá thì sanh ra những chứng bệnh, và thường ngủ nhiều thì nó đòi hỏi dục tính. Mấy cái này nó hoạt động liên đới với nhau. Cho nên cái chủ nghĩa hưởng thụ đó và dục tính đó, là những anh bạn rất là thân, anh này có mặt thì bỗng dưng anh kia cũng xuất hiện, và ngược lại. Khi dứt được tham dục thì con người mới có được điều kiện an trú vào phiền thứ nhất, đó là ly sanh hỷ dục, ly sanh hỷ lạc, tức là trạng thái hỷ lạc do chúng ta từ bỏ đối tượng tham dục mà có. Do đó đừng có nghe những cái tông chỉ nghe nói là nhất thượng thừa, tối thượng thiền, vĩ đại cao siêu, mình mừng mình tham nhào vô, không cần. Cứ làm thế nào để gột rửa những cái trạng thái tâm lý tiêu cực này nè, dứt được cái lòng tham là chứng được sơ thiền nè. Và cái này ai cũng có thể làm được hết trơn á. Nó là những thước đo rất cụ thể, tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà làm không phải là chuyện bình thường đâu. Làm rất là nhiều, nhiều năm, thậm chí nhiều kiếp mới có thể đạt được. Cái thứ hai đó là chúng ta quán tưởng bản chất của lòng sân qua ba phương diện.
cái sân của thân, bao gồm như là giết hại, tàn phá, đánh đập, phá phách, đỏ mặt, tía tai, phùng mang, trợn mắt, cung tay, múa chân, giẫm đạp, khua tiếng, vân vân. Tất cả những cái đó nó là biểu đạt của lòng sân, của cái thân sân. Và những cái này đó dễ dàng nhìn thấy được lắm. Một người chỉ cần uống rượu, mất sự kiềm chế là có thể bộc phát những cái lòng sân mà bình thường mình không có. Cho nên có nhiều chàng trai đó, mà nếu những cô gái không quá sắc kỹ á, thấy anh ta bảnh bao, nói ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương, mà không quan sát kỹ về cái này, khi cưới về rồi là ôm nợ vào trong nhà. Tại vì anh ta có cái bệnh là mỗi lần uống rượu vô là đập nhà phá cửa, la lối, quát mắng, mà khi được khuyên á, đánh đập luôn cả vợ. Trong xã hội nhiều lắm, và hầu như là 70% các cuộc ly dị ở Việt Nam theo chúng tôi đọc được trên báo á, do vì người chồng bị chứng nghiện rượu mà ra. Bởi vì lòng sân xuất hiện nhiều quá, hạnh phúc không còn nữa. Lòng sân đó có thể được thể hiện qua lời nói, ví dụ như là sự la lối, sự lớn tiếng, sự chửi bới, mắng nhiếc quyền rủa, lời nói độc địa, lời nói thô tục, chửi bới, chửi thề, lời đai nghiến, gan giọng, vân vân. Hoặc là nói chu lưỡi, nói mà kéo, gọi là thể hiện cái ngữ điệu đó, mày có chừng chết chứ tao đó nha. Tất cả cái đó là thuộc cái sân của cái miệng ghê gớm lắm. Nhưng khi nghe là một câu đó rồi về ngủ không được. Nhưng mà cái này và cái sân của tâm vẫn dễ dàng bỏ được lắm. Cái sân của ý mới khó, bởi vì nó là trạng thái tâm lý bực bội hay là sự thù hằn, hiềm khích, ác cảm, ganh ghét, đố kỵ, bất mãn, tức tối, khó chịu, gay gắt, xúc phạm, khinh thường hay là thái độ khinh thường. Tất cả những thứ đó đều là con cháu dòng họ bà con cô bác của sân hết. Và những anh thứ này đều có ô dù trụ giặc hết. Tôi che chở rất là kỹ. Để che chở bởi sĩ diện, bởi sự ngoại giao, bởi sự khéo léo của con người. Cho nên sự khôn ngoan ở chỗ che đậy những thứ đó không phải là khôn ngoan theo tinh thần mà Đức Phật muốn. Mà Đức Phật dạy là một con người được khôn ngoan là một người nhận diện được mặt mũi như thế này, đừng bao giờ nuông chiều nó, hãy chuyển qua nó theo một cách tích cực, để chỉ để mình không bao giờ gọi là có những lòng sân chìm ở bên trong, như là những cái hoạt dụng thầm kín. Bởi vì cái này nó là cái nguồn gốc làm phát sinh ra cái sân của thân và cái sân của lời nói. Để tu tập thì Đức Phật dạy là chúng ta phải quán từ bi, quán hỷ xả, quán buông bỏ, vân vân, thì mới có thể chuyển hóa được lòng sân. Phiền não thứ ba cũng khá nguy hiểm, bởi vì anh này á, nó có hai phương diện, đó là hôn trầm và thùy miên. Hôn trầm á, có thể hiểu như là trạng thái hôn mê, không tỉnh táo, thiếu sáng suốt, dễ bị dụ dỗ, dễ bị mê hoặc, dễ tin, dễ bị thơ miên, hay là dễ bị gọi là chinh phục, vân vân. Những trạng thái như vậy đều là phản ánh được bản chất của hôn trầm. Trạng thái hôn trầm làm cho tâm con người không còn được sáng suốt, và do đó lý tưởng và pháp môn hành trì sẽ khó bao giờ theo được một cách bền bỉ được lắm. Và nó là nguyên nhân dẫn khởi đến trạng thái ngủ. Mặc dù chúng ta vẫn biết trước giấc ngủ như là một nhu cầu sinh học, thiếu ngủ quá thì chúng ta khó có sức khỏe, dẫn đến sự căng thần kinh, hay là hồi hộp, lo âu, thất thỏm, vân vân, có thể dẫn đến những chứng bệnh tăng sông máu, nhiều thứ lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy đó là chúng ta phải có phương pháp, đó là tạo chất liệu chánh niệm ở trong trạng thái ngủ và nghỉ, thì chúng ta sẽ thấy được là cái nhu cầu của nó không quá mức như chúng ta tưởng đâu. Có nhiều người nghĩ rằng là hãy ngủ một ngày 8 tiếng, tức là 1/3, thì sức khỏe mới được đảm bảo. Như vậy theo phương pháp này, theo cách thức mà các nhà bác sĩ trên thế giới đề nghị đó, thì hầu như là suốt cuộc đời của con người đó, người ta đã dành cho chuyện nghỉ là hết 1/3 cuộc đời đó. Nếu mà chúng ta tính đến chừng đó là chúng ta thấy nó uổng ích vô cùng, phải không ạ?
Có nhiều người ngủ hơn 8 tiếng mà, nhất là những người làm việc về ca đêm á, kiểu như ngủ cả ban ngày, bởi vì cái sự ngủ đó mang theo trạng thái giả dưỡi khó chịu, nó đi ngược lại cái sinh học của cơ thể về âm và dương ngày và đêm. Cho nên ngủ nhiều về ban ngày vẫn không tốt, ngủ vào ban đêm, ngủ sớm dậy sớm tốt hơn. Như vậy làm thế nào để cái nhu cầu ngủ đó nó giảm đi mà vẫn có được trạng thái tỉnh táo, không rơi vào hôn trầm? Thì Đức Phật dạy đó là đừng bao giờ tạo những cơn mơ trong giấc ngủ. Đừng bao giờ mang theo những niềm hy vọng, những nỗi lo buồn, bực tức, sầu thương hay là hạnh phúc trước khi ngủ. Mang theo cái đó thì không bao giờ chúng ta ngủ được đó. Cho nên trước khi ngủ thì tập cái phương pháp quán thân, đặc biệt là những bài tập về hơi thở, ra vào sự an tịnh, trạng thái hỷ lạc toàn thân, trạng thái hạnh phúc sung sướng. Mình cứ nhớ đến chừng đó các vấn đề và động tác đó thôi, thì bỗng dưng cái bệnh mất ngủ sẽ được chinh phục. Chúng ta không cần phải tốn tiền uống thuốc, bởi vì uống thuốc nó là dạng ức chế, đó là làm cho chúng ta quên đi và ngủ, và do đó bộ nhớ bị giảm. Và sau này thiếu thuốc đó, thì cái cơn mất ngủ sẽ nhiều hơn. Do đó nhà Phật dạy chúng ta đó là để tránh cái trạng thái thùy miên và hôn trầm đó, là giữ chánh niệm trong lúc thức và chánh niệm trước khi ngủ và trong khi ngủ. Trạng thái ngủ mà không có giấc mơ, một ngày ngủ 2-3 tiếng vẫn khỏe mạnh. Đó là tình huống của Đức Phật. Ngày ngủ một ngày có 2 giờ thôi à, mà vẫn khỏe, sống thọ đến 80 tuổi. Mà nhiều vị thiền sư cũng vậy thôi. Cho nên là cái quan trọng là chúng ta giữ hơi thở, tạo ra khí lực, rồi có chánh niệm, thì hầu như là sự thư giãn và các dưỡng khí cho các tế bào của thể chất, cũng như là dưỡng khí cho sự sống của tinh thần, nó được phát huy đến mức tối đa. Và do đó là chúng ta sẽ bớt ngủ đi. Và Đức Phật dạy đó là đừng có sử dụng những phương pháp cực đoan. Ví dụ như là ngày xưa đó, trước khi đi thi hay trong quá trình ôn thi đó, là những người thư sinh bạch diện này làm những phương pháp rất là khắc khổ. Ví dụ như để cái dùi kế bên cái cổ gạt qua một cái là nó đâm liền, sợ không ngủ. Hoặc là bên cạnh chinh của mình nó có những cái dụng cụ để nhắc mình, ví dụ như là một cái gì đó rất là nóng, ngã qua một cái là bị phỏng. Những phương pháp đó là những phương pháp rất là tiêu cực, hành hạ thân thể và vẫn không thể nào tạo được trạng thái gọi là tỉnh thức được. Hay nói cái khác là nó bị ức chế, dùng cưỡng lực của lòng sân để tạo ra cái trạng thái sáng suốt là chuyện không thể được, bởi vì lòng sân bản chất của nó tạo ra sự phi sáng suốt và hôn trầm. Cho nên chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp mà Đức Phật dạy, đó là chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của con heo, con cá. Cứ liên tưởng thôi, là bỗng nhiên chúng ta phải chọn con cá không chọn con heo. Tại vì con heo rất là mập, phải không? Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi thức dậy xong rồi tắm, tắm xong rồi ăn, ăn ngủ, cứ như đó thôi. Cứ lẳng quẳng lẳng quẳng rồi trở thành miếng mồi ngon cho con người hết, không có giá trị gì. Trong khi đó con cá đó, trong lúc ngủ vẫn mở mắt trao tráo, ngủ rất ít. Trong lúc ngủ hai cái bàn nó vẫn vẫy. Cho nên là mỗi một động tác của một con vật lớn hơn nó vẫy vẫy thôi là nó có thể cảm nhận được liền, từ đó nó tẩu thoát được liền. Cho nên trong trạng thái tỉnh thức á, con người có thể thoát được những nguy khốn và tạo được sự an ninh lâu dài. Cái tình huống thứ tư mà chúng ta cần phải quán niệm về đối tượng của tâm đó là sự trạo cử. Một số bản chữ Hán đọc là điệu cử, hay đây là hai cái từ đọc trại âm mà thôi. Điệu cử nó có thể gồm ba trạng thái. Thứ nhất là về thân, đó là trạng thái đứng ngồi không yên, thân thể lăng xăng, tay chân thoải mái, mắt láo liên láo địa, cử chỉ vội vàng, đi nhanh như là ma rượt, nói nhanh, nói không để cho người ta nói, vân vân. Hoặc là chúng ta đi theo kiểu thời trang á, đi ẹo qua ẹo lại, uống tới uống lui. Hoặc là chúng ta có thể vừa vươn vai múa tay múa chân, ngồi nhún đuôi nhún chân nhịp đùi, hay là chéo cẳng ngõm nằm quát tay trên trán, vân vân. Tất cả những cái đó đều là trạng thái điều cử của thân về phương diện vận động. Và cái này nó làm cho con người mất đi trạng thái trang nghiêm, oai nghi, tư cách, tế hạnh, làm cho mình trở thành một người người ta có thể hiểu lầm rằng mình là người lẳng lơ, hoặc là người hãnh diện, người tự hào.
tâm lý học hiện đại giúp chúng ta cái cách nhìn, ví dụ chúng ta chỉ cần quan sát thôi, người nào đó mà vừa đi vừa chạy vừa ca vừa múa rồi nọ thì những người này cảm xúc dâng trào mạnh lắm, kiểu gọi là những người khó thể tin tưởng được lắm. Mà đúng thật như vậy. Hoặc là cái người nào đó mà vào trong quán ngồi ăn cơm uống nước mà đi tìm cái bàn nào ở góc kẹt, rồi ngồi hai chân á là thọt ra ngoài sau, cái chân ngoài sau á thọt ngoài sau, hai tay khoanh lại mặt không ngước lên, thì mình biết rằng cái người đó là cái người sống nội tại lớn lắm, và có một cái mặc cảm hay là thiếu tự tin, hay là không muốn ai quan sát dòm ngó để ý để tới mình hết trơn. Nhìn vào cái cách biểu đạt thông thường, nếu người đó không có gắn gượng á, họ làm cách tự nhiên, là chúng ta có thể biết được tánh tình của những người này như thế nào. Tất cả những cái đó theo tinh thần nhà Phật đều là trạng thái điều cử trạo cử hết á, dầu là lăng xăng hay là cố gắng làm gượng gạo để cho mình được bình tĩnh, được chán ăn, đều là điều cử. Ví dụ rung quá mình cầm cái gì vậy này để cho nó bình tĩnh lại, cầm thế vậy là điều cử. Cái đó không phải là trạng thái của thiền định đâu. Trạng thái thứ hai đó là cái điều cử, nó thuộc về sự dao động nhúc nhích của thân thể trong lúc chúng ta ngồi thiền. Ví dụ như cảm giác tê nó xuất hiện ở cái chân, chúng ta dùng hai cái tay khều khều bấm huyệt ấn dây nó, thì cái đó cũng là điều cử. Hoặc là chúng ta lắc tới lắc lui, buồn ngủ quá phải tới lui như thế này để cho nó không có ngủ, hay giả bộ nghiêng qua vậy để cho nó thư giãn, thì cái đó cũng là điều cử. Lúc đầu chúng ta thấy làm như đó nó có tác dụng, đó là cái trạng thái uể oải mỏi mệt nó sẽ được thư giãn và cái con đường đi vào thiền định nó sẽ được diễn ra dễ hơn. Nhưng mà về sau á, về lâu về dài thì nó lại không tốt. Cho nên Đức Phật nói là hãy quên cảm giác, thì trạng thái tê nhất khó chịu nó sẽ tự động nó biến mất. Là phương pháp quên đi thực tại cảm xúc khó chịu thì cảm xúc đó không có mặt, chứ đừng cố gắng mà lại. Quý vị có thể quan sát các nhà sư Tây Tạng mỗi lần thuyết pháp hay là ngồi có thể lắc tới lắc lui như nào, hoặc là xoay qua xoay lại. Nhiều người hỏi thì được các vị trả lời là bởi vì mật tông á chú trọng đến ba phương diện là thân mật, khẩu mật, ý mật. Ý mật đó là mình để cho cái mật nó tồn tại trong dòng cảm xúc của tâm. Khẩu mật đó là miệng phải tụng như thần chú luôn luôn. Thân mật đó là tai phải cầm chuỗi lần, cứ đây phối hợp một cách rất là đồng điệu, án mê đi bắt vào, án mê đi bắt vào, cứ làm liên tục như vậy thôi. Cho nên người ta nói là phải để cho cái thân hòa đồng, ngoài cái chuyện tai lần như thế này và vận chuyển như thế này để cho nó đồng điệu luôn, mình cảm thấy hạnh phúc ăn vui vô cùng trong lúc mình làm vậy. Nhưng thực ra thì chúng tôi nó có thể nó có nguồn gốc từ sự hiểu lầm. Thân mật á là phải là yên tĩnh tuyệt đối thì nó mới đúng. Tại sao nó có sự vận chuyển của thân đối với những người lạc ma Tây Tạng? Là bởi vì xứ đó là xứ tuyết, quanh năm lạnh lắm. Ngồi thiền á mà lúc mà cái nội lực khí không có đó, là thiếu sự chú tâm chút xíu là mình có thể bị cái cơn lạnh của tiết nó chinh phục. Cho nên cái cách thức như thế này có thể tạo thành nhiệt lượng, làm cho mình khỏi bị hôn trầm, khỏi bị lạnh, khỏi bị cống, khỏi bị những bệnh xương khớp vân vân. Chứ phải làm thế này là mật đâu, thân mật phải là trạng thái bất động, không cử động, không nhúc nhích của tâm. Tức là phải có được cái không trạo cử của thân trong lúc ngồi thiền thì cái đó mới gọi là thân mật. Trường hợp thứ ba đó, đó là trạng thái trạo cử của tâm, tức là tính tò mò. Rất nhiều người trong chúng ta có cái tật này, dòm để ý để tướng. Ví dụ trong nhà có một cái điện thoại ha, con của mình gọi điện thoại cho ai là mình gắn thêm cái điện thoại phụ mà không cho nó biết nghe coi nó nói gì chứ không. Nói mà cái chuyện gì mà mình không thích là ngày hôm sau nạt liền, thì cái đó là tính tò mò. Hoặc là căng người ta đi mở tủ ra trong này có cái gì, mấy bộ đồ, mấy đồ trang sức phẩm, tiền bạc, ví túi vân vân, tất cả cái đó là tánh tò mò. Nó thuộc về trạng thái điệu cử hay là trạo cử của tâm, tức là tâm của mình không bao giờ yên, cứ lăng xăng dao động, dòm ngó để ý lệ tứ, bất an và muốn làm đủ thứ. Mà cái nặng nhất là cái muốn làm đủ thứ, tức là cùng một lúc mình muốn hết chuyện A, chuyện B, chuyện C, chuyện D, không muốn bỏ gì hết trơn. Ở trong nhà chùa thường có cái từ đó là thích đủ thứ. Tức là dù cái vị tu sĩ nào mà
muốn làm nhiều thứ quá đó, người ta gọi là thích đủ thứ. Tại vì thích đó, là viết tắt của Thích Ca, à, Thích Ca Tử, tức là đệ tử Phật Thích Ca. Nhìn vào chữ thích là biết là tu sĩ. Mà nếu người đó không có giữ vững được trạng thái bất động của tâm mà cứ bị trạo cử của tâm đó, thì người đó được gọi là người thích đủ thứ. Các Phật tử cũng phải lưu tâm chuyện đó. Thì cái đó là cái phương pháp tu tập. Dĩ nhiên là đừng bao giờ có dùng cưỡng lực gồng lại cho cái thân, đừng có rung qua rung tới rung lui. Mà càng ghi chặt như thế đó thì cái điều cử của tâm nó càng xuất hiện. Cứ để cho nó trạng thái mềm mại mà bất động, thư giãn nhẹ nhàng tự nhiên đó, tập viết nó được. Cuối cùng đó là nghi hoặc, bao gồm tất cả là hai tình huống khác nhau. Thứ nhất, nó có thể liên hệ đến trạng thái hoang mang, thái độ do dự, tính cách thiếu dứt quán hay là thiếu dứt khoát, dễ bị tác động, dễ thay đổi, mất phương hướng, mất lý tưởng, hay là không có lòng kiên định, sớm nắng chiều mưa, ba chìm bảy nổi tám lên đơn. Tất cả cái đó đều liên hệ và thuộc về bản chất của trạng thái nghi hoặc. Thực ra là chúng ta phải quan sát thật kỹ về bản chất của những thứ này, bởi vì cái đó nó làm cho chúng ta không bao giờ đi bền bỉ với pháp môn mà mình đang tu, không bao giờ cảm thấy an lạc với những gì mình đang có, cứ trố mắt mà nhìn so sánh với người khác, cho nên khổ đau có mặt với mình hoài. Cái tình huống thứ hai đó là đối tượng của nghi có thể bao gồm, ví dụ như chúng ta không tin rằng Đức Phật là bậc giác ngộ bằng khả năng tự lập của phương pháp thiền và chuyển hóa các tâm lý xấu và tiêu cực, và chúng ta nghĩ rằng là Ngài là một đấng thần linh có thể ban phước nhân quả, đó cũng là trạng thái nghi hoặc. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng chỉ cần niệm Ngài một câu thôi, tội chúng ta có thể tiêu diệt vô lượng, phước tăng trưởng vô cùng, cái đó cũng thuộc về lòng nghi hoặc. Đừng tưởng là tin Phật hay cái đó là có chánh tín, là không có. Hoặc là chúng ta có thể tin giáo pháp chỉ là một cái phương pháp để thư giãn thôi, thì cái đó cũng là lòng nghi hoặc. Chúng ta phải hiểu rằng giáo pháp như là một tấm bản đồ, là một khả năng chuyển hóa các khổ đau của tâm, của thân, giải quyết tất cả những vấn đề nỗi khổ niềm đau của con người, giúp cho mình được an vui hạnh phúc cách lâu dài và bền bỉ. Tin như vậy thì lòng do dự và là cái niềm tin thiếu chánh pháp á, nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Tương tự, chúng ta cũng phải tin rằng là những vị xuất gia có động cơ, có lý tưởng, chính là những con người mà mình có thể nương tựa gửi gắm tình cảm được, chứ không phải là đến vì cái đó vì tình cảm, vì ai vua, hoặc là tạo ra chủ nghĩa bè phái vân vân. Thì như vậy là đối tượng của sự do dự á, có thể là tam bảo, có thể là pháp môn, có thể là người bạn, có thể là người thân, bất cứ cái gì, tất cả cái đó đều là do dự hết á. Cho nên để sống vui, sống đẹp á, sống hạnh phúc á, chúng ta phải tạo niềm tin cho mình và tạo niềm tin cho người khác. Tin tưởng người khác là cách thức làm cho người đó phát huy được tiềm năng lớn của mình. Mình nói rằng là con à, cha và mẹ tin con trong kỳ thi tuyển sinh này con sẽ đậu xuất sắc, đậu thủ khoa, thì bỗng dưng người đó hầu như là có thêm được một cái nguồn năng lượng mới mạnh lắm, cố gắng làm thế nào để mình đậu được. Rồi trước khi đi thi mình có chừng ở nhà kỳ này mày bị rớt một cái là cho mình nghỉ luôn á, cho mà đi là chăn trâu, trời ơi, tát một gáo nước lạnh vô thì nó mất hết tất cả niềm tin. Như vậy là trạng thái nghi ngờ có thể xuất hiện dễ dàng lắm. Do đó là mỗi một lời nói, cách ứng xử của chúng ta thôi, nếu thiếu sự kiểm soát của trí tuệ thôi, làm cho người kia mất phương hướng liền, lòng nghi hoặc bắt đầu xuất hiện. Như vậy là khi chúng ta quan sát về lòng tham, lòng sân, trạng thái hôn trầm thùy miên, cạo cử và nghi hoặc á, thì bỗng nhiên chúng ta phát huy được gọi là hai đức tính rất là tốt, cấu thành con người của sự giác ngộ, đó là đạo đức. Thì chúng ta dứt được lòng tham ái và lòng sân, chúng ta có đạo đức của một bậc thánh. Khi chúng ta không còn sự hôn trầm, sự say sưa mê man bởi những dục lạc, và không còn những nghi hoặc, và từ đó trạng thái chúng ta rất là định tĩnh, an bình, hạnh phúc, thảnh thơi, từ đó chúng ta là con người có tự giác. Cho nên đừng tưởng rằng là tu về năm cái phương pháp quán tưởng liên hệ đến ngũ triền cái là không quan trọng đâu.
dứt được hôn trầm, dứt được cạo cử thôi là chúng ta đã có được cái định sanh hỷ lạc. Tức là thiền thứ hai, cảnh giới thiền thứ hai. Cho nên cứ tập tu đi, tập tu lấy những cái này làm thước đo, dứt được cái đó một cách tuyệt đối là chúng ta trở thành những con người đang chứng được thánh quả. Chứ đừng cứ nghĩ rằng là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là giải quyết hết tất cả vấn đề đó. Có trực chỉ, có kiến tánh đi nữa cũng phải khởi tu bằng những cái này thôi à. Không bao giờ có chuyện mà kiến tánh thành Phật đâu. Tại vì nếu kiến tánh thành Phật có lẽ là trong lịch sử Trung Hoa đã có mấy ngàn vị Phật à. Mà theo Đức Phật nói trong một thời chỉ có một vị Phật duy nhất mà thôi. Có nhiều Bồ Tát, có nhiều A-la-hán, có nhiều thành văn, có nhiều duyên giác, nhưng chỉ có một Đức Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu tông chỉ thiền của Trung Hoa và Nhật Bản á, mà tính chất phương tiện giáo dục và khuyến tấn rất là cao. Chứ đừng nghĩ rằng là mình kiến tánh rồi mình thành Phật thì cái lòng tăng thượng mạng chưa chứng mà cho đã chứng. Giống như là một số hành giả trong Kinh Pháp Hoa nghe Đức Phật nói và Nhất Phật Thừa đứng diện nói rằng là ông già Thích Ca lúc này cũng già quá rồi, ông nói lẩm cảm nghe chi nữa. Chứ đó là tăng thượng mạng, nghĩ rằng mình đã đạt được một thực chế mình chưa đạt được. Do đó đó là cái cách tu quán tâm như là tâm với những đối tượng của nó rất là cần thiết. Và dĩ nhiên lúc nào Đức Phật cũng đặt ra chúng ta là có những đối tượng xấu và những đối tượng tốt, chúng ta cũng phải quán tưởng hết. Năm triền cái là những đối tượng xấu, rồi thất giác chi, tứ diệu đế, vân vân, hay là sáu nội xứ, hay là ngũ thu uẩn, đó là những đối tượng tốt để chúng ta quan sát. Lúc nào Đức Phật cũng dạy chúng ta hai cái để chúng ta chọn một, bỏ một, loại trừ bằng cách đối trị, và như vậy thì kết quả sẽ đạt được. Đức Phật đã đúc kết bài kinh này bằng một câu khẳng định, đó là các vị đừng tưởng rằng phải tu tập cả một cuộc đời mới có thể chứng đắc được những gì mà chúng ta tôi vừa nói, tức là Như Lai nói đó. Mà trên thực tế Đức Phật nói là có thể 7 năm, thậm chí là 7 tháng, thậm chí là 7 ngày, 7 giờ, 7 giây. Nói chung là cái tâm lượng tu tập và phương pháp tu tập đúng cách đó, có thể rút ngắn được thời gian hành trì. Do đó đừng bao giờ chán nản thất vọng rằng nói là cái con đường hành trì này nó dài, đăng đẳng, nó cao xa và mình không bao giờ đạt được, nắm bắt được đâu. Nghĩ như vậy là cái tiềm năng Phật tính sẽ không bao giờ phát huy được. Nói tóm lại là bài kinh này là một bài kinh rất quan trọng, dạy chúng ta về phương pháp thiền quán rất căn bản. Và trên nền tảng này tất cả truyền thống thiền từ xưa đến nay của Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam đã được thiết lập. Mặc dầu các tổ Trung Hoa và Nhật Bản đã nói rằng là Như Lai thiền, tức là thiền tứ niệm xứ, là thiền sơ cơ, còn tổ sư thiền là thiền số 1, number 1, chúng ta cũng được tin. Bởi vì con đường giác ngộ giải thoát nó bắt nguồn từ những phương pháp thực tập như thế này thôi. Chứ không phải là triết lý mà là hành trì. Những hành trì rất căn bản, rất nhẹ nhàng. Cứ tháo gỡ phiền não, lòng tham, lòng sân, lòng si, lòng nghi hoặc, thái độ hôn trầm tùy miên, đố kỵ, tháo gỡ hết tất cả những thứ đó là chúng ta chứng được giác ngộ giải thoát thôi. Có kiến tánh mà không tháo gỡ chỗ này thì không bao giờ thành Phật được. Cho nên nó đừng đặt quan trọng phương pháp nào là tối thượng thừa, tối thượng thiền hay là trung thiền, đại thiền, tiểu thiền, không quan trọng. Mà quan trọng là nội dung chuyển hóa của những pháp thiền nêu ra là cái gì. Nếu nó liên hệ đến những điều mà Đức Phật đã trình bày trong kinh, chúng ta biết rằng đó là phương pháp tốt, phương pháp có khả năng chuyển hóa tốt, chúng ta nên hành trì một cách tuyệt đối với lòng tin bắt đầu để có được kết quả. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta cần lưu tâm đó, đó là con đường chuyển hóa qua thiền định của tứ niệm xứ đặt trên hai cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất tức là chúng ta quan sát với tuệ tri và duy lý tất ý rằng bản chất của thân thể này qua những động tác, lời nói, việc làm, cử chỉ, điệu bộ của nó đó, như nó đang là đó. Tương tự cho cảm xúc, tương tự cho tâm và tương tự cho đối tượng của tâm. Và cái góc độ thứ hai quan trọng hơn đó, bên cạnh đó là chúng ta một mặt đừng can thiệp ý thức chủ quan vào trong bản chất diễn ra của chúng đang là, để không tạo những cản lực, cưỡng lực. Bởi vì cái cưỡng lực đó có thể làm cho con người phát ở lòng sân hay là căng thẳng, và do đó mất định hướng, có thể bỏ cuộc bởi vì thấy nó mỏi mệt quá. Mà để cho cái sự lựa chọn nó diễn ra một cách tự nhiên dưới dạng thức là vô thức,
bỗng nhiên là có sự lựa chọn và tự điều chỉnh thôi. Một con đường rất tích cực để bỏ những con đường tiêu cực, đó là phương pháp thiền quán mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Ở đây có một câu hỏi dài quá, chúng tôi đọc một phần thôi. Xin thầy giải thích, khi chết sau 49 ngày, phần hồn phải đi vào cảnh giới tốt hay là xấu do mình còn sống gây ra? Còn phần thể xác thì có liên quan gì đến phần hồn đã đi thọ nghiệp hay không? Câu hỏi liên hệ đó là: vậy thất cổ cửu huyền là gì? Là bảy đời mà chúng ta có liên hệ gì hay không? Trước nhất về câu hỏi thứ nhất đó là sau khi chết, nó theo kinh điển của Bali thì ngay cái dây mà con người qua đời, lúc đó sự tái sanh được diễn ra. Và kinh tạng Bali đưa một ví dụ, chúng ta cầm một cái nấm đậu xanh ở trên tay, hắt lên một cái, thì ngay cái giờ khắc mà hạt đậu xanh rời khỏi lòng bàn tay của mình, nó phải có chỗ để rơi. Chỗ rơi đó trước nhất là trong không gian, kế đến là một mặt phẳng nào đó mà nó có một cái điểm để rớt xuống theo lực hút của trái đất. Như vậy là trong một tích tắc của sanh và tử thì con người đi tái sanh liền. Còn trong kinh điển Đại Thừa thì lại nói rằng là bởi vì nó có những tình huống mà chúng ta không tìm được nghiệp cảm tương ứng của người mà sau này chúng ta là con của một người cha người mẹ nào đó, cho nên sự ra đi đó nó sẽ bị khập khiễng, nó trở ngại. Cái trở ngại đó có thể tạo ra sự sảy thai, sự phá thai, hay là sanh ra rồi chết. Như vậy là trạng thái đó là trạng thái nó tạo ra một khoảng thời gian để giúp cho cái nghiệp cảm này tìm kiếm một gia đình thích hợp về họ hàng nghiệp với nhau. Đó là chưa nói đến tình trạng ví dụ như là cái nơi nghiệp cảm tương ứng đó cha và mẹ của mình không hề có sự quan hệ giới tính, và lại quan hệ trong những ngày tháng không hề tạo ra thai nhi được, như là kinh Trung Bộ đã nói. Cho nên nó phải có những tình huống, đó là tuần thất thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến thứ bảy. Dĩ nhiên là kinh Đại Thừa thì không nói bảy tuần cụ thể như vậy, nhưng mà luận câu xá đã tạo ra và xác định được là cái tuần thứ nhất thì trạng thái của hương linh như thế nào, ra làm sao, tại sao chúng ta phải cúng khất. Tại vì cúng khất như vậy là chúng ta hỗ trợ rất là nhiều. Về sau này đó thì Phật giáo Tây Tạng đã nhân rộng pháp môn này trở thành học thuyết Ba Đô. Học thuyết này rất là hay, khi nào có thời giờ thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Và nó có một cái phương pháp tu tập rất là kỹ lưỡng, huấn luyện dòng chảy cảm xúc của hương linh trong tuần thứ nhất thế nào, thứ hai cho đến tuần thứ bảy, để cho người đó không còn chấp trước về cảm xúc, về thân, về sở hữu tài sản, về những gì mình đã có, ra đi một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi. Thì đó là hai quan điểm rất là khác nhau. Dĩ nhiên trong nhà Phật không gọi là cái phần hồn, mà gọi là thức tái sanh, thức tái tục. Tại sao dùng gọi là hồn? Bởi vì hồn là một khái niệm của các tôn giáo hữu thần. Khái niệm hồn liên hệ đến sự trường tồn bất biến, và bất biến này được các tôn giáo hữu thần vẽ ra theo hai cảnh giới. Một là xuống quả ngục đời đời nếu người đó là người không tin vào Chúa, tạo những nghiệp gắn liền với tội tổ tông. Thứ hai là trở về thiên đường hưởng phúc đời đời, hưởng nhan Đức Chúa, nếu người đó là người tin Chúa, làm việc lành, vân vân. Không có sự thay đổi, cứ như đó thôi. Bất biến sau khi qua đời rồi, chỉ có hai tình huống xảy ra chứ không có tình huống thứ ba. Thì cái phần gọi là linh hồn đó là cái trường tồn, không thay đổi. Nhưng mà nhà Phật nói là không có gì là trường tồn bất biến. Dòng cảm xúc cũng vậy, tâm tái sanh cũng vậy. Nó thay đổi liên tục, liên hệ đến môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, chế độ giáo dục, con người, giao tế, vân vân, làm cho người đó không còn là người đó của hôm qua, thậm chí không còn người đó của cái giờ phút trước, giây phút trước thôi. Thay đổi liên tục, nhưng mà cái sự thay đổi này không làm cho người đó trở thành người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, cho nên gọi là bất nhất và bất nhị. Không phải là một bởi vì nó bị thay đổi, không phải là hai bởi vì nó có sự truyền thừa tiếp nối giữa người trước và người sau này trong một con người duy nhất. Thì như vậy là cái phần xác đó, dĩ nhiên là nó có một mối liên hệ duy nhất thôi đối với phần tinh thần, tức là tâm tái sanh, đó là sự chấp mắc và quyến tiếc hay là sự tư bỏ. Xác thân của con người được kinh Pháp Cú nói như là một khúc gỗ,
bị văng bỏ ngoài đường khi thần thức là rớt hay là rời khỏi thân này. Nói như vậy không có nghĩa là nó không còn tác dụng gì hết đâu. Thân thể giống như lần trước chúng tôi đã nói đó, nếu như làm chúng ta ảnh hưởng cái nền văn hóa phương Tây, chăm sóc đó bằng cách là chúng ta làm cho cái gương mặt của người chết hồng hào, tươi mát, rồi da căng thẳng, đẹp đẽ, đàng hoàng, thì cái thần thức này nó sẽ không đành mà ra đi. Nó sẽ bám víu theo đó bởi vì nó tiếc nuối. Nó thấy rằng không ngờ rằng là từ lúc mà xuất cái thần hồn ra đến giờ, thần thức ra đến giờ thì bỗng dưng thân thể mình đẹp hơn, cho nên đi chỉ uổng quá, thôi quay trở lại. Nhưng quay vô vốn được. Nhưng mà cũng có những trường hợp cái nghiệp cảm nó chiêu cảm sao đó, người đó chết rồi là sống lại, cũng có. Đây là hiện tượng khoa học có thật á. Trước đây người ta nói là mê tín gì đó, ai làm trong nhà xác, quản lý nhà xác biết được chuyện này hả? Có nhiều người chết rồi, chuẩn bị đem đi thiêu, chuẩn bị đem đi chôn, bỗng dưng cái ngồi dậy lồm cồm. Khó nói được lắm. Bởi vì cái nghiệp cảm tương ứng á, nó chưa được thiết lập trong cái đời sau. Hoặc là cái sự tương tác nghiệp tốt và xấu liên hệ với tuổi thọ và cái chết á, của người này được gieo trồng ở hiện tại nhiều quá đi, cho nên bỗng dưng thay vì phải chết, do đó cái tác động ta chiều phức tạp này là cho người ta sống dậy, sống thêm vài năm nữa mới chết. Do đó tổ Quyền Trang đã dạy chúng ta một cái kỹ thuật để giúp đỡ cho cái người tái sanh khỏi bị trở ngại bằng một cái bài kệ mà chúng tôi có thể tạm dịch nghĩa nôm na như thế này. Đó là trong 8 tiếng đồng hồ đầu sau khi một người vừa qua đời, chúng ta đừng vội vàng đụng chạm vào thi thể của người đó, dù chúng ta có thương tưởng, nhưng mà đừng để rơi những giọt nước mắt lên trên, tại vì cái cảm xúc thương cảm đó làm cho người kia khó ra đi. Cái thứ hai đó, mình đụng vào người đó, người đó có thể bị cảm giác đau theo cái dạng ảo giác đó, và làm cho người đó có thể phát sinh lòng sân. Khi lòng sân xuất hiện thì sự ra đi bị trở ngại, có vấn đề. Cho nên ngài mới dạy là sau khi 8 tiếng rồi chúng ta mới tẩm liệm, và tẩm liệm á thì cứ sờ cái hơi ấm nó tồn tại trên cơ thể, có thể biết được rằng cái cõi giới mà người đó đi tái sanh là ở chỗ nào. Ví dụ như cái hơi ấm mà nằm ở cái vùng cổ lên đầu á, thì chúng ta biết rằng người này sanh về cõi trời, những cảnh hạnh phúc, hay là sanh về cảnh giới cực lạc Tây Phương, hay là những cõi Phật. Còn nó động lệ cái vùng ngực á, lên tới cái vùng cổ đó, thì biết rằng người này tái sanh làm con người, có thể theo nguyện hay là bị nghiệp. Còn cái vùng bụng á thì trở thành ngạ quỷ, đọa lạc vào những loại quỷ đói, vân vân. Còn từ hai cái chân cho đến lòng bàn chân á thì sanh vào cảnh giới là bàn sanh, cho các loại động vật. Dĩ nhiên là nếu mà hỏi là lấy cái cơ sở nào để xác lập cái công thức định hướng được sự tái sanh của con người thì khó có câu trả lời, bởi vì ngài Quyền Trang không còn sống, ngài cũng không hề giải thích ở trong cái bản sớ giải Bát Thức Quy Củ của ngài về cái cảnh giới tái sanh liên hệ đến hơi ấm của con người. Có lẽ là dựa vào vị trí và ý nghĩa vị trí của nó, ví dụ trên đầu là cái mà ta tôn quý nhất, nó liên hệ đến nhận thức, tuệ giác, vân vân cao thượng, cho nên cảnh giới đó là cảnh giới của cái gì nó cao hơn. Còn con tim là tình cảm, hiểu biết, thương yêu, cái đó liên hệ đến cái cảnh giới của con người. Còn cái bụng là hưởng thụ, là đọa lạc, hay là chạy theo dục tính quá mức, vân vân, cho nên cái đó thuộc về ngạ quỷ. Còn dưới chân nó tức là những cái mà làm chịu đựng cho cả cái thi thể này, cho cả cái thân này, cho nên nó thuộc về các loại động vật, phải là trở nặng, làm việc nhọc, vân vân. Có lẽ là liên tưởng đến những cái chi phần và ý nghĩa của nó trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên là chúng ta phải thận trọng. Thận trọng càng nhiều càng tốt. Thận trọng ở chỗ là chúng ta thương và chăm sóc thân thể của người kia, là đừng bao giờ bỏ vàng, kim cương, hộp sòn vào trong miệng người đó. Đừng bao giờ ôm người đó, ghi chặt người đó mà khóc, khóc nức nở, khóc nghẹn ngào, người đó không đi được. Cũng đừng bao giờ là người đó vừa mới nằm xuống là bán nhà chia của, tranh chấp đủ thứ hết trơn, thì người đó cảm thấy xót xa, muốn trở lại làm cái người phân giải đi chia của cải, nhưng mà trở lại phân giải bằng cái cảm xúc thôi chứ không làm được, cho nên người đó không đi được. Nói chung là đừng có tạo cảm xúc thái cực, khổ đau hay hạnh phúc, chia hay là quá thương tưởng thì cũng không tốt cho người qua đời. Còn Cửu Huyền Thất Tổ á thì khi khác chúng ta sẽ nói.
Nói chung là nó là một cái danh từ để chỉ cho các thế hệ đã qua đời từ cha chúng ta trở về trước. Nhưng mà nó cũng có nhiều thuyết lắm, ví dụ như là thất tổ thì nó không phải là bảy đời tổ đâu, mà nó là một cái từ gọi chung của người Trung Hoa chỉ cho ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời của mình trong quá khứ. Mặc dầu nó vẫn có những cái tầng tổ, tiên tổ, cảo tổ, đủ thứ hết rồi. Ông nội, cha, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, không có từ để dùng trong tiếng Việt. Nói chung mình cái hiểu chung đó là những người quá khứ, ông bà tổ tiên ruột thịt của một dòng họ, một gia đình vân vân. Và người Trung Hoa rất là quan trọng cái tinh thần và tình cảm của người sống đối với người chết. Người đó đã qua đời rồi nhưng mà họ vẫn còn nghĩ người đó đang còn ở trong nhà của mình. Cứ nghĩ rằng người đó đi vắng nhà thôi. Để chi? Để nỗi khổ niềm đau nó không được trỗi dậy. Còn nếu mình nghĩ rằng người kia chia tay mình một cách vĩnh viễn không còn nữa, nỗi khổ niềm đau có thể làm cho mình quyên sinh hay là mất hết tất cả những ý nghĩa của cuộc đời. Nên quan niệm người kia vắng nhà là một quan niệm hiểu được bản chất của đạo lý vô thường vô ngã, như những thực tại đang là, đang diễn ra. Và cảm xúc sẽ được khắc chế, và do đó chúng ta sống được hạnh phúc và người kia ra đi cũng được an vui. Bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây. Và kỳ sau thì chúng ta sẽ học cái bài mới. Bài đó nó liên hệ đến tiếng sống của con sư tử. Rồi có hai phần, bài kinh dài và bài kinh ngắn. Mà trong bản kinh Pali thường gọi là tiểu kinh, tức là bài kinh ngắn. Còn đại kinh tức là bài kinh dài. Hai bài này thường nó có liên hệ về nội dung, bổ sung cho nhau. Quý vị có thể đọc trước, mà chúng tôi bận quá chưa có soạn kịp, thì sau sẽ phát cho quý vị. Còn một câu nữa thôi, kỳ sau trả lời thì hết giờ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.